Panasonic, tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và giải pháp. Khởi đầu từ một nhà máy sản xuất nhỏ tại Osaka. Tất cả sản phẩm Panasonic kế thừa tư tưởng kinh doanh của nhà sáng lập Kunosuke Matsushita. Tư tưởng này luôn được tuân thủ trong quá trình phát triển sản phẩm, nhằm đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của con người và đóng góp cho xã hội. Ngày nay, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu hiện thực hóa những nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng gắn bó chặt chẽ với cuộc sống con người và mở rộng các lĩnh vực đóng góp. Các sản phẩm, giải pháp Panasonic luôn hiện hữu trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Chúng tôi vẫn sẽ không ngừng mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn cho mỗi khách hàng. Bốn ngành kinh doanh chính của chúng tôi gồm Appliance Company, Eco Solution Company, Connected Network Company và Automotive and Industrial System Company, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh cũng như cung cấp những giải pháp cho các ngành công nghiệp và lĩnh vực tiêu dùng khác nhau. Châu Á-Thái Bình Dương là khu vực đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số cao, đầy tiềm năng, và hiện đang là thị trường chiến lược hàng đầu của Panasonic. Cùng với sự tăng trưởng trong nhu cầu nhà ở và bất động sản thương mại tại khu vực, chúng tôi đã thành lập Developer Solution Center, trung tâm giải pháp phát triển, là trung tâm cung cấp giải pháp tổng thể của Panasonic cho các nhà đầu tư xây dựng trong khu vực Đông Nam Á. Với ba lĩnh vực kinh doanh chính, nhà ở, đô thị và công trình thương mại, chúng tôi cung cấp 5 nhóm giải pháp chính gồm điều hòa, năng lượng, LED, các giải pháp bảo mật và thông minh. Những giải pháp này sẽ xây dựng nên một hệ thống giải pháp 3x5 đồng bộ và hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng. Những sản phẩm tiên tiến nhất đang được phát triển để phục vụ cho Tokyo Olympics 2020. Để đáp ứng nhu cầu này, Panasonic sẽ tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Để tạo nên những sản phẩm công nghệ vượt trội, TV trong suốt, Panasonic đã cho ra mắt TV trong suốt, dòng sản phẩm đột phá với công nghệ độc đáo, khiến toàn bộ màn hình TV biến mất khi được đặt ở chế độ trong suốt. Màn hình của dòng sản phẩm này sử dụng công nghệ pixel tự phát sáng để tạo ra hình ảnh. EI, hệ thống lọc không khí nano của Panasonic, sử dụng công nghệ siêu hạt nano chứa ion và radicals, những nguyên tố có tác dụng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa sức khỏe như là vi khuẩn, virus. Linkray, giải pháp kết nối ID. Linkray của chúng tôi có khả năng truyền tải dữ liệu di động qua các tín hiệu LED tần suất cao, nhằm nâng cao trải nghiệm của người sử dụng thông qua smartphones. Chung cư thông minh. Hệ thống chung cư thông minh tích hợp công nghệ cao cấp với thiết kế toàn cầu từ kiến trúc đến xây dựng và lắp đặt nội thất, nhằm tạo nên không gian sống lành mạnh cho nhiều thế hệ gia đình. Công nghệ trình chiếu 3D, 3D mapping. Công nghệ 3D mapping của Panasonic mang ngành giải trí và nghệ thuật tương tác đến gần bạn hơn. Một ví dụ điển hình là tượng nhân ngư nổi tiếng của Singapore tại sự kiện iLife 2017. Tác phẩm này sử dụng đồng thời nhiều máy chiếu để tạo nên chất lượng hình ảnh đồng nhất vượt trội, điều hòa xanh để ngăn chặn các vấn đề sức khỏe như đột quỵ gây ra bởi tình trạng khí hậu nóng lên. Panasonic đã phát triển dòng sản phẩm điều hòa xanh. Công nghệ điều hòa xanh bao gồm một cực sương có thể tạo siêu hạt nước và không khí có chức năng như một hệ thống làm lạnh tự nhiên ngoài trời. Nhằm phục vụ Tokyo Olympic Games 2020, Panasonic đang nỗ lực để tạo ra nhiều hơn nữa những sản phẩm công nghệ cao để tối ưu hóa trải nghiệm của khán giả trong suốt hành trình tham dự Olympic. Những công nghệ này cũng sẽ được đẩy mạnh và tích hợp để tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và thoải mái cho mọi người. Panasonic